Hello, chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục series ITBA Documentation. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về MOM, Minutes of Meeting, hoặc là chúng ta hay gọi là Meeting Minutes. Dịch một cách đơn giản, nó gọi là biên bản cuộc họp. Thì tại sao biên bản cuộc họp nó lại nằm trong cái series này? Biên bản cuộc họp là một cái tài liệu nó khá là quan trọng, không kém gì BRD, SRS đâu. Meeting Minutes nó là một cái ghi chép lại các cái nội dung mà khi mà chúng ta trao đổi với khách hàng, trao đổi với stakeholder, chúng ta phải nốt lại, chúng ta phải ghi nhớ lại để nắm rõ, cũng như đây là một nội dung để mà ghi nhận lại cái sự trao đổi giữa các bên liên quan với nhau, đảm bảo được các bên thống nhất về mặt nội dung, các bên thống nhất về mặt cái tinh thần làm việc, và đảm bảo một cái chứng cứ gì đó khi mà bạn BA làm việc nó được lưu vết lại, có tranh chấp có thể lấy ra để mà làm bằng chứng. Cho nên là cái MOM này nó cực kỳ quan trọng, và một người BA chúng ta cần phải đảm bảo được cái hiệu quả trong quá trình mà các bạn viết MOM. Phần đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu Meeting Minutes là gì, nó có khó không và nó sẽ có những cái yếu tố gì. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là Meeting Minutes là một cái ghi chép được lưu lại trong một cuộc họp để mà nhật ký lại nội dung, tình tiết và các vấn đề được trao đổi và thống nhất trong cuộc họp. Cái Meeting Minutes này nó thường được viết bởi một thành viên tham gia trong cuộc họp. Chúng ta thường sẽ không có nhiều người người ta viết Meeting Minutes đâu. Trong một cuộc họp người ta hay gọi là có thư ký cuộc họp. Thì cái người thư ký cuộc họp này, người ta sẽ nhận lãnh trách nhiệm, người ta note lại cái Meeting Minutes. Thư ký cuộc họp không nhất thiết là người mới nha các bạn. Cư viết cuộc họp cũng có thể là manager như thường. Cho nên ở đây các bạn đừng quan trọng là người kiểu level thấp nhất là người viết Meeting Minutes. Không hẳn, có thể bất kỳ ai. Meeting Minutes nó cũng là một tài liệu được sử dụng một cách chính thức trong dự án, chứ không phải là chỉ có BRD hay SRS. Meeting Minutes nó vẫn là tài liệu chính thức, và Meeting Minutes đôi khi nó còn mang cả giá trị pháp lý nữa. Tiếp theo, nó là một cái căn cứ để mà xử lý các cái tình huống khiếu nại tranh chấp. Và cái việc viết Meeting Minutes nó được thực hiện thường xuyên trong quá trình làm việc của ITBA nói riêng và Project Team nói chung. Thì các bạn sẽ thấy là những cái nội dung này nó nói lên một cái tầm quan trọng rất lớn của Meeting Minutes. Người BA cho dù là mới vào nghề hay là các bạn đã trở thành một cái vai trò cao hơn trong một cái team dự án, chúng ta đều phải luyện tập các cái khía cạnh liên quan tới viết Meeting Minutes. Gần như là ai cũng phải trải qua giai đoạn này. Ngay cả đôi khi các bạn làm Project Manager, các bạn làm Product Manager, các bạn lên level Head Director v.v. Đôi khi chưa chắc các bạn ấy viết Meeting Minutes tốt. Viết Meeting Minutes nó thể hiện rất nhiều kỹ năng, và chúng ta phải rèn luyện qua năm tháng để mà có thể viết Meeting Minutes một cách tốt nhất. Meeting Minutes có khó viết hay không? Thật sự nó sẽ dễ nếu như mà người viết có chuyên môn, có nghiệp vụ và đôi khi có cả kinh nghiệm. Và nó sẽ khó nếu như người viết thiếu kinh nghiệm, thiếu chuyên môn, cũng như không nắm bắt được các nội dung trong cuộc họp sẽ nói về cái gì. Đây là một trong những điểm mà trong thực tế làm việc mình thấy. Đôi khi chúng ta hay đưa Meeting Minutes cho người mới, cho người trẻ, cho người mà thiếu kinh nghiệm viết. Đây là một trong những quan điểm mình thấy cũng không chính xác lắm. Tại vì nếu như một người trẻ, một người thiếu kinh nghiệm người ta vào cuộc họp, đôi khi người ta sẽ không hiểu được người trong cuộc họp người ta đang nói cái vấn đề gì, câu chuyện gì, dẫn tới là cái hiệu quả làm Meeting Minutes nó sẽ khó mà có thể đạt được cái chất lượng cao, cũng như là sẽ tạo nên một cái tâm lý rất là lo sợ cho người mới, tại vì người ta nghe người ta không hiểu cái gì cả và người ta cũng không biết viết cái gì vào trong cái biên bản cuộc họp này. Để dễ dàng trong cái việc viết Meeting Minutes này, các bạn cần có một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất, các bạn cần nắm rõ nội dung của buổi họp, hay là chúng ta hay gọi là agenda. Mà chúng ta nắm rõ nội dung cuộc họp, nó sẽ giúp cho cái người viết Meeting Minutes người ta dễ dàng sắp xếp được cái dàn ý, và người ta có cái sự chuẩn bị tốt hơn về chuyên môn để mà người ta nắm nghiệp vụ. Các bạn sẽ căn cứ vào các nội dung sẽ trình bày trong cái cuộc họp để mà các bạn có thể tổng quát tài liệu nè. Các bạn có thể tìm kiếm những cái document chuyên môn để mà các bạn trau dồi thêm về kiến thức, để từ đó các bạn sẽ dễ dàng có thể hiểu được cái người trong cuộc họp đang nói cái gì. Cái vấn đề thứ ba đó là trong trường hợp mà các bạn không biết viết cái gì, các bạn không nắm rõ cái gì, thì các bạn hãy ghi hết tất cả mọi thứ các bạn nghe được. Nó dư còn hơn thiếu. Khi mà các bạn ghi lại, các bạn mang về,
không phải là các bạn viết biên bản cuộc họp là sau cuộc họp các bạn phải gửi ngay lập tức. Các bạn hoàn toàn có thời gian các bạn xem lại, đọc lại, và các bạn hoàn toàn có thời gian các bạn điều chỉnh lại nội dung trước khi các bạn gửi cho các thành viên trong cái buổi họp. Cho nên các bạn hoàn toàn có thời gian để sàng lọc nè, để lựa chọn, để tìm hiểu các nội dung để mà có thể viết một cái meeting minutes một cách hoàn chỉnh. Cho nên là cái agenda đó là một trong những cái quan trọng nhất khi mà các bạn viết meeting minutes. Tại vì chúng ta không thể nào vào một cuộc họp không có chủ đề. Một cuộc họp không chủ đề là một cuộc họp không hiệu quả. Công việc đầu tiên các bạn hãy căn cứ dựa vào cái agenda để mà các bạn có thể tổng hợp, các bạn có thể sàng lọc, các bạn có thể sắp xếp, các bạn có thể chuẩn bị. Như vậy, trong meeting minutes chúng ta sẽ có những nội dung gì để mà chúng ta có thể viết một cái biên bản cuộc họp một cách hoàn chỉnh, đầy đủ thông tin. Thứ nhất, cuộc họp chắc chắn nó sẽ có ngày, giờ và địa điểm. Thứ hai, cuộc họp nó cũng sẽ có các cái bên liên quan tham dự vào cái cuộc họp đó. Thứ ba, chúng ta sẽ có tổng quan cái chương trình cuộc họp. Thứ tư, chúng ta sẽ có tóm tắt nội dung cuộc trao đổi. Thứ năm, trong cuộc trao đổi đó chắc chắn sẽ có những kiến nghị và đề xuất. Và cuối cùng các bạn sẽ thấy là chúng ta luôn sẽ có những cái quyết định được đưa ra, những cái kết luận được đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp. Ngoài ra có một số tổ chức các bạn đòi hỏi sẽ phải ký cái biên bản họp. Tuy nhiên cái này là optional thôi, không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải ký biên bản họp. Có thể chúng ta chỉ cần tổng hợp lại rồi chúng ta gửi email là đủ, chúng ta không có cần phải ký tên. Chúng ta vào phần đầu tiên, đó là cái thông tin cuộc họp. Ngày, giờ, địa điểm cuộc họp, chúng ta sẽ có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ở đây thật ra đúng hơn là chúng ta có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Tuy nhiên sẽ có những cái cuộc họp nó có thể nó kéo dài nhiều ngày. Các bạn sẽ thấy là có những cuộc họp nó khá là phức tạp. Một số cái cuộc họp nó rất là nhiều nội dung và chúng ta phải kéo dài buổi họp nó nhiều ngày. Có những cái đó nha các bạn. Cho nên sẽ có những lúc là chúng ta sẽ có ngày kết thúc. Tuy nhiên phần lớn thời gian nó mang tính là thời điểm bắt đầu, mấy giờ và kết thúc khi nào. Cái vấn đề thứ hai đó là danh sách những người tham dự. Danh sách những người tham dự chúng ta cần có họ tên, chức vụ, khối phòng ban. Sẽ có những người, người ta sẽ tham gia theo thư mời, các bạn cần phải ghi lên trước. Sau đó chúng ta sẽ đi kèm những cái người mà kiểu giống như người ta mang tính là khách, người ta đi kèm theo cuộc họp, người ta đi kèm với cái người chính, ví dụ như vậy. Thì chúng ta vẫn phải ghi vào, nhưng mà nó sẽ được để ở phần sau. Còn chúng ta sẽ ưu tiên những cái vị trí đầu tiên dành cho những người đã được đi kèm theo thư mời họp. Nội dung tiếp theo trong một cái biên bản họp, chúng ta sẽ viết về tổng quan cái chương trình họp. Các bạn sẽ dựa vào cái agenda để mà các bạn viết cái này. Và khi mà các bạn dựa vào agenda, không phải là các bạn list nguyên cái agenda vô cái phần này mà các bạn chỉ là dựa vào thôi, còn lại chúng ta phải nêu chi tiết những cái nội dung cần thiết để mà chúng ta đảm bảo được cái meeting minutes đó nó đầy đủ. Chúng ta có những cái nội dung như sau phát triển từ cái agenda. Đầu tiên là cái hoàn cảnh, tình huống của cái buổi họp đó. Thứ hai là các cái nội dung chính được trình bày. Thứ ba là mục tiêu của cuộc họp. Và cái cuối cùng là cái kết quả mong muốn mà chúng ta cần phải đạt được sau khi kết thúc cuộc họp. Những cái phần này các bạn sẽ thấy là nó tương tự cái product overview khi mà các bạn viết BRD SRS. Chúng ta làm tài liệu chúng ta vẫn phải đi theo một cái nguyên tắc nhất định, đó là chúng ta phải có cái mở bài, chúng ta phải có cái hiện trạng ban đầu và chúng ta phải có cái mục tiêu mong muốn mà chúng ta cần phải đạt được. Qua đây cũng vậy, meeting business nó cũng phải thể hiện là tại sao có cuộc họp đó. Cuộc họp đó có những cái mục tiêu nào mà chúng ta cần phải đạt được sau khi chúng ta kết thúc cuộc họp. Cái gì nó cũng phải có mở bài hết các bạn. Và nguyên tắc các bạn học tập làm văn ngày xưa khi mà các bạn học môn văn, nó cũng sẽ áp dụng trong các tài liệu của ITBA. Các bạn làm tập làm văn nó luôn có mở bài, thân bài và kết bài. Thì ở đây các cái nội dung nãy giờ chúng ta đã trình bày nó mang tính là những cái mở bài. Để mà chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo, đó là cái thân bài. Cái thân bài của một cái meeting minutes nó chính là những cái nội dung trao đổi. Một trong những điểm mà các bạn lo lắng đó là các bạn khi vào trao đổi chúng ta sẽ có rất là nhiều thông tin và chúng ta cũng không biết viết cái gì và chúng ta không viết cái gì. Chúng ta sẽ căn cứ vào agenda để viết. Tại vì agenda nó giống như là một cái mục chính, những một cái sườn bài để mà các bạn có thể căn cứ vào những cái nội dung mà người ta trao đổi, các bạn xem coi chúng ta sẽ bỏ vào những cái phần nào trong cái sườn bài. Khi viết trong buổi họp, thấy bất kỳ điểm nào thì cứ viết vào, chúng ta sàng lọc sau.
Một trong những điểm mà làm cho các bạn bị sợ, các bạn bị lo lắng đó là bây giờ nghe cái gì bỏ vào, cái gì không bỏ vào. Chúng ta không cần thiết phải như vậy. Nếu như các bạn thiếu kinh nghiệm, nếu như các bạn chưa có đủ chuyên môn, thì chúng ta nghe được cái gì chúng ta cứ ghi vào. Chúng ta không cần thiết phải sàng lọc ở lúc này, tại vì đây không phải là lúc để sàng lọc. Khi viết những điểm nào trao đổi bên ngoài thì nên nốt kèm theo chủ đề, người trình bày nội dung đó để mà dễ dàng sàng lọc và sắp xếp sau này. Trong một buổi họp á, không phải lúc nào chúng ta cũng trao đổi những nội dung theo agenda đâu. Sẽ có rất nhiều nội dung nó mang tính nói chuyện bên ngoài, sẽ có những nội dung nó mang tính là nói thêm, sẽ có những nội dung nó bất ngờ chúng ta sẽ không biết được. Cũng như là sẽ có những nội dung sẽ do những người không nằm trong cái danh sách khách mời đã được mời. Trong trường hợp có những nội dung không tương đồng với agenda, các bạn vẫn phải ghi vào chứ, tại vì nó là nội dung của cuộc họp. Tuy nhiên, các bạn cần phải nốt kèm thêm một số cái nội dung mà mình đã trình bày ở trên slide đó, để mà các bạn có thể dễ dàng sàng lọc khi mà các bạn mang về, các bạn xử lý các cái nội dung khác để mà chúng ta viết thành một cái biên bản họp hoàn chỉnh. Các nội dung còn lại thì cái nguyên tắc nó cũng sẽ áp dụng tương tự như là các bạn làm các cái phần trước. Chúng ta vẫn phải ghi lại tất cả các thông tin mà các bạn nghe được trong cuộc họp. Các bạn vẫn phải mang về, các bạn sắp xếp và phân loại theo nhóm nội dung. Các bạn đã thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái về mặt kiến nghị, đề xuất, quyết định và kết luận. Thì những cái đó chúng ta cứ sắp xếp theo những cái nhóm nội dung tương ứng để mà chúng ta mang về, chúng ta xử lý cho nó tốt. Và cuối cùng các bạn thấy là cái trang ký thì ở đây các bạn cũng sẽ thực hiện tương tự như cái BRD, cái SRS. Thì qua những cái nội dung này các bạn sẽ thấy là cái nguyên tắc của cái việc viết meeting minutes, chúng ta cứ đi vào, chúng ta viết rồi chúng ta sẽ sàng lọc lại để mà sắp xếp các cái nội dung thông tin sao cho nó phù hợp. Một số cái tips để mà chúng ta có thể làm cái meeting minutes tốt hơn. Đầu tiên, đó là cái nguyên tắc bất di bất dịch khi mà các bạn làm công việc ITBA nói riêng và BA nói chung, hay bất kỳ một cái công việc nào, đó là chúng ta phải nắm bắt nguyên tắc tổng quan tới chi tiết. Các bạn nhìn các cái cấu trúc mà chúng ta viết meeting minutes nãy giờ, tất cả mọi thứ đều được trình bày một cách rất là tổng quan tới chi tiết. Chúng ta hoàn toàn không có cái gì trình bày theo kiểu là lộn xộn. Chúng ta làm gì nó cũng phải có tổng quan chung về cuộc họp nó như thế nào, ra sao, có các nội dung gì, cái agenda như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nô tả chi tiết vào những cái nội dung về mặt trao đổi, những nội dung về mặt kết luận, những nội dung về mặt quyết định. Tất cả mọi thứ đều phải theo nguyên tắc từ tổng quan tới chi tiết. Cái tip thứ hai mình cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều lần, chúng ta căn cứ vào agenda để theo dõi và viết MOM dễ dàng hơn. Nguyên tắc thứ ba, sàng lọc và sắp xếp lại nội dung sau cuộc họp trước khi các bạn gửi cho các bên liên quan hay là các thành viên trong cuộc họp. Chúng ta không phải là họp xong rồi chúng ta gửi ngay lập tức, mà chúng ta sẽ phải sắp xếp và sàng lọc lại cái gì là nội dung, cái gì là kết luận, chứ không thể nào mà chúng ta bỏ cái kết luận hay là cái quyết định vào trong cái quá trình mà các bạn tóm tắt những cái trao đổi trong cuộc họp được. Chúng ta sẽ phải tách bạch hai cái đó. Và cái cuối cùng các bạn sẽ phải gửi cho tất cả các thành viên trong cuộc họp, bao gồm cả những người đi kèm, những người khách mời. Thì ở đây, cái viết meeting minutes á, thật sự nó sẽ không khó nếu như các bạn có cái nguyên tắc làm việc từ tổng quan tới chi tiết. Chúng ta có những cái nguyên tắc về mặt sắp xếp các cái nội dung, cũng như là trong trường hợp chúng ta không nắm, chúng ta không hiểu á, thì bên cạnh cái việc mà các bạn viết tất cả mọi nội dung mà các bạn nghe được các bạn vào, các bạn cũng nên là hỏi các thành viên trong cuộc họp có thể nào record lại nội dung của cuộc họp hay không, để mà khi mà các bạn mang về, các bạn nghe, các bạn tóm tắt lại thì nội dung nó không bị sai sót. Ngoài ra, khi các bạn làm meeting minutes, có một cái nội dung mà mình cảm thấy là nó còn quyết định hơn, đó là những cái cách phương pháp làm việc, đó là tốc độ đánh máy của các bạn hoặc là tốc độ ghi chép của các bạn. Nếu như tốc độ đánh máy của các bạn không cao, nếu như khả năng ghi chép của các bạn không tốt, thì sẽ rất khó cho các bạn khi mà các bạn đua kịp với lời nói của các thành viên trong buổi họp. Đó là một trong những điểm mà mình thấy là các bạn cần phải rèn luyện khá là nhiều nếu như các bạn muốn có một cái tốc độ ghi chép một cách nhanh nhất. Và tốc độ đánh máy nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều tới cái việc mà các bạn làm doc của mình. Cuối cùng thì các bạn đừng sợ nó, trăm hay không bằng tay quen. Chúng ta cứ làm đi, chúng ta cứ cố gắng làm nhiều lần thì các bạn sẽ quen làm meeting minutes. Còn các bạn cứ sợ nó, các bạn cứ né tránh nó thì sẽ không bao giờ cái việc viết meeting minutes nó trở thành một kỹ năng của các bạn được. Hy vọng là qua video clip này,
với những cái nội dung trình bày về mặt cái cách mà các bạn viết meeting minutes nè, những cái phương pháp tiếp nhận thông tin nè, và những cái tip này thì có thể giúp cho các bạn nhìn cái meeting minutes một cách dễ dàng và thoải mái hơn. Hai lúa chào các bạn.